Thưa quý vị, trên địa bàn quận Sơn Trà, ngoài chợ An Hải Bắc thì chợ Phước Mỹ và chợ Hà Thân đã hoạt động, thì sáng nay chợ Nại Hiên Đông cũng được phép hoạt động trở lại. Theo đó, chợ đã đảm bảo nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19. Chợ bắt đầu mở từ 6 giờ đến 11 giờ. Ban quản lý chợ quận Sơn Trà đã phối hợp với phường Nại Hiên Đông thiết lập chốt kiểm soát ra vào chợ riêng biệt, nằm tại ngã ba đường Ngô Trí Hòa Trần Thánh Tông và Ngô Trí Hòa Bùi Dương Lịch. Lực lượng chức năng phường và tổ quản lý chợ soát giấy đi mua hàng, thẻ đi chợ mã QR code của người dân tại đây. Trời mưa nên lượng người đến chợ ít, qua kiểm tra giấy đi chợ, chỉ gần 100 người đi trong sáng nay. Người dân vào chợ mua hàng theo lối đi một chiều. Ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, hàng hóa chợ phong phú, tươi ngon và giá cả bình ổn, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Có khoảng 30% tiểu thương các quầy hàng thiết yếu buôn bán và đều tuân thủ các biện pháp phòng dịch tại chợ. Mặc dù cũng ế lắm nhưng mà cũng vui vẻ. Cô sẽ bảo vệ cho bản thân cô và mọi người phải mang khẩu trang đầy đủ, vệ sinh an toàn thực phẩm sạch sẽ. Anh đây cũng thường xuyên nhắc nhở cho bà con tiểu thương thực hiện đúng theo cái chỉ thị phòng chống dịch. Nếu mà vi phạm thì tiểu thương chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản, mời về tổ xử lý. Và đồng thời những vượt cấp thì đề nghị với Ủy ban nhân phường để có biện pháp xử lý kịp thời. Quận Sơn Trà là vùng xanh. Sau khi nghiên cứu bản đồ dịch tễ của địa bàn quận và các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ thống các chợ hạng 2, Ban quản lý chợ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường nơi có chợ, thống nhất các nội dung cụ thể và lập phương án tổ chức hoạt động chợ truyền thống đảm bảo yêu cầu phòng chống COVID-19. Người dân đi chợ theo tần suất 3 ngày một lần. Tuy nhiên, Ban quản lý chợ quận Sơn Trà cho biết người dân sử dụng giấy đi chợ với tần suất 5 ngày một lần. Giải thích về vấn đề này, Phó trưởng Ban quản lý chợ quận cho biết. Tôi được biết rằng là bây giờ do cái phần mềm mà quản lý cấp mã QR code phiếu mua hàng cho người dân ấy, mấy người ta chỉ in được một ngày thống nhất với nhau. Cho nên hiện tại là Ủy ban nhân dân các phường là vẫn cấp phiếu đi chợ mua hàng 5 ngày một lần cho mọi người để đi siêu thị, chợ và các nơi khác cần đến phiếu mua hàng. Tùy tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Ban quản lý chợ quận sẽ phối hợp với các địa phương điều chỉnh các quy định hoạt động buôn bán tại chợ như là các gian hàng được bán và số lượng tiểu thương. Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, có nhiều người buôn bán tự do trên vỉa hè lòng lề đường xung quanh chợ, bán cả mặt hàng tươi sống, trong khi người mua ngoài vỉa hè lề đường là nhiều hơn so với trong chợ. Nắm được tình hình, tổ xử lý phường đã đến xử lý những trường hợp này. Tuy nhiên, nếu phường không có biện pháp mạnh để sớm kiểm soát, xử lý dứt điểm các trường hợp này thì không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến công tác kiểm soát dịch bệnh của địa phương.